Chào các bạn, hôm nay lớp chúng ta rất là vinh dự để chào đón tất cả các phụ huynh của lớp mình và các phụ huynh của lớp khác nữa đó. Vậy bây giờ chúng ta cùng đứng dậy chào quý phụ huynh nha. Cô mời Trâm Anh. Của lớp chúng ta ngày hôm nay thì cô mời tất cả các bạn đứng dậy để khởi động năng lượng cho chúng ta ngày hôm nay nhé. Rồi cô mời cả lớp. Lên lên. Bạn lớp nào? Ờ, với trong
rất là nhiều. Thử như bạn ít trong một tràng của tay đi. Hôm nay ít trong cố gắng rất là nhiều luôn á. Trong anh, đội số mấy trong anh ơi? Số 2 nè, đội số 2 đang dẫn đầu rồi. Đội số 1 ơi, cố lên. Cô mời Phương Phát. Cô mời Khiết Gây. Chuẩn bị nha. 1, 2, phát. Anh Nhân ơi. À, là đội số mấy ta? À, số 1 đang đuổi kịp rồi nè. Cố lên. Cố lên, cố lên. Cô mời bạn Trà và bạn Ngân. Chuẩn bị 1, 2, bắt. Cố gắng đánh vần. Ai đọc nhanh hơn? À, Hoàng Ngân đọc nhanh hơn và chính xác rồi ha. Hôm sau các bạn cứ cố gắng đánh vần từ từ, được chưa? Rồi, cô cảm ơn Ngân. Vậy các bạn thấy đoàn tàu đội nào dài hơn? À, đoàn tàu số 2 dài hơn. Đoàn tàu số 2 sẽ được 2 vé. Đoàn tàu số 1 ngắn hơn một xíu nhưng các bạn đã cố gắng rồi. Cô sẽ thưởng cho đoàn tàu số 1 một chiếc vé, được chưa? Rồi, cô có một thử thách nữa nè. Mắt nhìn qua bên đây ha. Cô lại có một đầu tàu khác, nhưng mà tàu của cô chưa có cái khoa nào hết trơn. Giờ làm sao đây? Các bạn hãy giúp cô Thảo gắn thêm toa vào tàu của cô được không? Rồi bây giờ cô mượn một toa của đội số 1 nè. Bạn nào có thể đặt giúp cô được? Cô mời Chim. Rồi bây giờ thử thách của cô khó hơn một chút nữa nha. Tập trung nha. Cô lại mượn thêm một toa của đội số 2. Sao biết hay vậy ta? Rồi. Bạn nào có thể đặt được cho cô? À, cô mời Gia Hỷ. Thôi, bạn nào có thể giúp bạn Gia Hỷ một xíu nữa thôi. Cô mời Gia Hữu. Đúng không các bạn? Vỗ tay cho Gia Hữu. Gia Hỷ ơi, hôm sau mình đánh phần kỹ hơn một xíu nhé. Sao con Gia Hỷ đọc lại cho cô từ này? Sạch sỡ. Nhớ đến con. Rồi, vậy bây giờ các bạn có thể nhìn trên 2-3 đoàn tàu này. Các bạn có thể đặt cho cô một câu nào có những từ trên này được không? Cô mời Ý. Hát to lên không? Đúng các bạn. Bác hai thấy tắc kè hay quá. Cô mời một bạn khác. Cô mời Trâm Anh. Bé ơi, bé nhìn bé mặc áo sạch sỡ. Quá hay luôn. Bạn khác. Cô mời bác Hải. Dạ thưa cô. Được không? Được luôn. Hay quá. Vậy là lớp chúng ta đã vượt qua trạm thứ nhất rất là xuất sắc rồi ha. Bây giờ cô sẽ thử vé cho các đội nha. Yeah. Mỗi đội của chúng ta đó chính là một cái gì? Một toa tàu. Vậy nhìn để ý cái toa tàu của mình nha, toa tàu của đội Kakuro nè. Ok. Good job. Rồi. Hồi nãy đội 1 được bao nhiêu vé ta? Đội 1 được 1 vé. Đội 1. Đội 2 sẽ được. Trời ơi sao mà nó rớt hết rồi. Rồi, cố gắng sưu tập bé nhiều lên nha. Chạy nè, đến trại thứ 2. Cô mời tất cả các bạn mở sách trang 94.
yêu cầu cho nhóm chúng ta nè. Các bạn hãy thảo luận nhóm đôi xem trong tranh có những hình ảnh nào, có những con vật nào và những con vật đó đang làm gì, được không? Rồi bây giờ 1 phút thảo luận nhóm đôi bắt đầu nha. 1 phút bắt đầu. Thì nó như thế nào ha.
Rồi các bạn nhìn nè, đây là con cốc ở ngoài đời. Con cốc này nó cùng họ hàng với con cò và nó bắt cá rất là giỏi đó các bạn. Rồi nãy giờ các bạn đã tìm hiểu các từ ở trong bức tranh rất là tốt rồi. Các bạn nhìn cùng quan sát cho cô nha. Đây là tủ sách, cốc đọc sách. Vậy các bạn cho cô biết có gì giống nhau? Cô mời bạn Minh. Có gì giống nhau? Con thấy có gì giống nhau? Đúng không các bạn? Quá giỏi, đều có vấn áo, xuất sắc luôn. Vậy nhìn qua bên đây ha. Hốc cây nè, gốc cây nè, ốc sên nè, cốt nè, có gì giống nhau? Cô mời Khiết An. Đúng không các bạn? Wow, giỏi quá ha. Đều có đó là mình. Ồ, đây cũng chính là hai phần mà hôm nay cô Thảo muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Đó là phần ốc và phần ốc. Các bạn quan sát cho cô, hai phần này có gì giống nhau? Cô mời Ý. Đúng không các bạn? Hai phần này giống nhau, đều có âm cờ ở phía sau. Khác nhau ở chỗ nào ta? Cô mời Trâm Anh. À, có âm. Vần ốc thì có âm O đứng đầu, còn vần ốc thì có âm O đứng đầu. Đúng rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu vần ốc trước nha. Các bạn quan sát cho cô, vần ốc gồm có những âm nào? Cô mời Minh Anh. Quá xuất sắc. Vậy bây giờ các bạn xem cô Thảo đánh vần vần ốc nha. Mắt. Nhìn. O cờ ốc. O cờ ốc. Cô mời Thằng An từ Thiên Ý. Ốc. Ốc. Wow, các bạn đọc trơn luôn hả? Giỏi quá. Ốc. Ốc. À, thì anh đọc lại cho cô ốc. Ừ chứ không có phòng hai má nha. Quá. Cô mời nhóm 1. Nhóm 3. Cả lớp. Xuất sắc. Các bạn đã đọc phần ốc rất là tốt rồi. Vậy bây giờ cô nhờ các bạn nè. Gió thổi, gió thổi. Thổi sách bay vào các bạn. Các bạn lấy cho cô bản cài và ghép cho cô vần ốc và bản cài. Rồi không có máy in. Đây nè, bạn có quyền âm, mình có điện thoại của bạn ha. Rồi, các bạn ghép trong bản cài rất là tốt rồi ha. Vậy cô mời một bạn đánh vần cho cô tiếng trên bảng nào. Cô mời Trang. Sợ
cô mời bạn khác. Cô mời Đăng Quang. Trời, cô mời Gia Hỷ. Giỏi. Cô mời Phát. Cô mời Thịnh. Cô mời Quang Hải. Rồi, cô mời các bạn phân tích tay cho cô. Giỏi quá. Bạn nào giỏi hơn nữa có thể đọc trơn cho cô học tiếng này. Cô mời Khánh Minh. Giỏi. Cô mời Gia Hữu. Cô mời Chi. Cô mời Thùy Anh. Dạ, thưa cô. Cô mời Phát. Cô mời Khiết An. Nhóm 1. Nhóm 2. Nhóm 3. Nhóm 4. Cả lớp. Quá giỏi. Vậy bây giờ cô cho các bạn xem một cái bí mật này. Quan sát nha. She'll either build a dray from twigs and leaves, or use an uninhabited tree. Rồi, vậy cô mới cho các bạn xem con vật gì vậy? Cô mời bạn Chi. Dạ, cô sóc đỏ. À, bạn Chi nói đây là con sóc đỏ. Sóc có rất là nhiều loại sóc các bạn. Có sóc nâu nè, sóc đỏ nè. Vậy bây giờ các bạn xem nha. Trên hình của cô. Đây. Là con sóc gì đây? Đây là con sóc gì? Đúng rồi, đây là con sóc. Nó có bộ lông màu đỏ. Nên người ta gọi đây là sóc. Bạn nào đọc lại cho cô từ này nè. Cô mời sóc trà. Cô mời Gia Hữu. Phát. Thùy Anh. Thôi lên không. Cô mời Đăng Quang. Ngân. Minh Anh. Ý. Nhóm 4. Cả lớp. À, vậy bây giờ cả lớp chúng ta cùng đọc lại những vần và tiếng mình vừa mới học nha. Cả lớp. Quá xuất sắc luôn. Vậy bây giờ cô có một bí mật dành cho các bạn nữa nè. Cô mời một bạn lên đây. Cô mời bạn Khôi Nguyên. Đi từ từ thôi, không chạy nha. Rồi Khôi Nguyên không được nhìn ở phía sau. Bây giờ mình sẽ có nhiệm vụ đó là suy nghĩ từ nào để giúp bạn ở trên này đoán được đó là cái gì mà cô Thảo cho mình xem, được không? Nhưng không được nói ra cái từ đó chính xác. Rồi bây giờ chuẩn bị nha. Rồi suy nghĩ. Mình cái gì mà mình tưới cây vô mà nó hay mọc ra. Thôi bạn, mình mời bạn khác. Cô mời Gia Hỷ. Vỗ tay cho bạn Trâm Anh. Tiếng cây mình đã học rồi. Vậy hôm nay
dạy cho các bạn cách đọc và cách đánh vần tiếng gót có vần ốc. Hôm nay mình học ha, bạn nào giỏi làm giúp cho cô đánh vần tiếng vần ốc. Cô mời Khánh Minh. To lên con. Rồi Minh ơi, hôm sau đọc hai cái mắt lên phòng ra nha. Thì cô Thảo đọc nè, ô cờ ốc. Minh đọc lại cho cô. Còn hai má ra. Cô mời Phát. Đúng rồi. Cô mời Quyên. Giỏi. Trâm Minh Minh Anh. Quá giỏi. Các bạn ghép vào bảng cài cho cô vần ốc. Quá xuất sắc, lớp mình giỏi quá.
Rồi bây giờ các bạn gấp xếp lại, tàu mình sẽ tiếp tục đi tới trạm tiếp theo để lấy vé, được không? Rồi gấp xếp phòng các bạn. Cô mời các bạn đứng dậy, cô mời ra đây. Dấu sắc trên đầu con chữ O. Mời các bạn đọc. O. Rồi, cô mời các bạn viết vào bản thân.
các bạn. Rồi cô đồng ý với bạn Minh Anh nha. Bạn Minh Anh nói là bạn Pháp viết rất là đẹp, đúng độ cao, nhưng chữ sờn hơi mặt một xíu, không sao ha. Rồi bạn viết rất là đẹp rồi ha. Một sao cho Minh Anh và một sao cho Pháp nha. Xuất sắc. Rồi bây giờ cô Thảo sẽ hướng dẫn các bạn viết chữ ghi vần ốc mắt. Rồi cô sẽ viết chữ ghi vần ốc nha. Đặt bút dưới dòng kẻ ba, cô sẽ viết chữ ghi vần ốc. Nhưng vần này cô sẽ có dấu phụ ô ở trên đầu. Mời các bạn đọc. Cô mời các bạn viết. Lưng. Rồi mắt. Cô sẽ hướng dẫn các bạn chữ ghi tiếng gót mắt. Cô đọc bút dưới dòng kẻ ba, cô viết chữ g. Lia bút cô viết vần chữ ghi vần o. Và tiếng này cô cũng viết dấu sắc trên đầu con chữ ô. Các bạn đọc cho cô. Cô mời các bạn viết. Thấy được không? Cái chữ gì? Chi viết cho xong mà con. Hôm sau cố gắng tăng tốc lên xíu nữa nha. Cô mời xong trà. Chuẩn bị đi chơi chưa?